Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bộ truyện Thiên Khải Bại Gia. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Ngươi, ngươi, là đồ phá gia chi tử. Ta muốn xem xem người có thể ném tới khi nào. Đây chính là tinh cực tông. Cuối cùng cũng ném xong. Mỏi tay muốn chết. À, so với tinh hồn tông chúng ta, quả thực là một đỉnh núi rách nát. Hoàn toàn không thể so sánh. Tổng chức sự. Người này là đệ tử thân truyền của tiểu nữ, hai ngày nữa sẽ cùng các sư huynh đệ khác đi tới thiên đạo chiến trường. Diệp Phong, mấy ngày nay ngươi an phận một chút, ba ngày sau sẽ xuất phát. Tổng chấp sự, ta hạ Diệp Phong, mấy ngày nay sẽ làm phiền ngài rồi. Chuyện nhỏ thôi, tổng chấp sự, sao bên kia lại náo nhiệt vậy? À, hôm nay là ngày ngoại môn cùng với môn đệ tử luận bàn, ngươi cũng có thể đi qua tham gia náo nhiệt. Phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, mời ký chủ trở thành lôi chủ, chiến thắng trăm tên đối thủ cùng cảnh giới. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 500 điểm bại gia. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 500 điểm bại gia, có thể từ chối. 500 điểm, vừa hay ta cũng thiếu bại gia điểm, vậy liền đi thử một chút đi. Lời sư phụ mới nói hoàn toàn không nghe lọt tai. Lôi đài trận, hả, người kia là ai? Hình như không phải là người của tin cực tông chúng ta. Hắn thế mà cũng lên lôi đài rồi, hắn cũng muốn khiêu chiến sao. Sẽ không phải là tông môn khác đến khiếu khích chứ. Diệp Phong, khí động cảnh cử trọng đỉnh phong, chân truyền đại đệ tử của Lạc Thiên Tiết Sư Tôn. Hôm nay thủ lôi ở đây, xin chư vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn. Cái gì? Hắn là thân truyền đại đệ tử của thành nữ sao? Sớm đã nghe nói thành nữ ra ngoài, tự mình sáng lập tông môn, không biết hắn tại sao được thành nữ nhìn chúng. Nếu ta có thể trở thành thành nữ thân truyền đại đệ tử, cho dù tổn thọ mấy chục năm cũng nguyện ý. Ta tới, là Mạnh Dương, nghe nói hắn gia nhập tông môn không đến 3 năm, tu vi đã đạt đến khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đúng vậy, nghe nói hắn tu luyện địa cấp trung phẩm công pháp, ngay cả võ kỹ tu luyện cũng là địa cấp hạ phẩm. Có cho hay để xem rồi ta ngược lại cũng muốn xem thử thực lực của đại đệ tử thân truyền thành nữ xem ra ngươi ở tông môn rất có tiếng đấy cũng tạm được ta tu luyện chưa tới ba năm đã đến khí động cảnh cửu trọng đình phong không biết diệp phong huynh mất bao lâu ta sao ta từ khi mở linh hải đến khi đột phá tới linh hải cảnh cửu trọng đình phong đại khái mất 10 phút từ linh hải cảnh cửu trọng đình phong đến khí động cảnh cửu trọng đình phong đại khái mất hơn 20 phút tới khí động cảnh cửu trọng đình phong thực tế khoảng năm phút Người đến cùng là nói linh ta linh tinh cái gì vậy? Vậy là đã hết chắc 24 rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.